Tèo 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 tèo. Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay chúng ta có một tựa game One Piece mới, kho báu đại chiến, lại phải test thôi anh em ơi. Đã biết tìm thấy kho báu chưa, mồm ông lố đến ngoác ra vậy không biết à. Nhưng mà thôi, tạm gác qua kho báu một bên, chúng ta vào kho tướng cái đã anh em ạ. Wow, đầu tiên là Hancock anh em ơi. Đây là một vị tướng bậc SS anh em nhá. Skill của Hancock thì vừa mạnh mà lại vừa to này. Mình thấy bộ kỹ năng của em Hancock này có thể đánh được nhiều mục tiêu này, còn một cái bị động có thể hỗ trợ cho đồng đội này, và cái tuyệt kỹ thì đánh cũng có khả năng gây trúng độc anh em nhá. Tiếp theo em Doflamingo ở trong này nhìn ngầu vãi cả trưởng luôn anh em ạ. Có một cái hiệu ứng là khiến cho kẻ địch kiểu bị hồi chiêu lâu hơn ấy, chậm được sử dụng skill hơn. Và khi mà thức tỉnh lên thì em này còn có khả năng hồi phục HP cho đồng đội của mình nữa nha. Tiếp theo là Shanks đi. Wow, quả đồ họa đấy được đấy nhỏ anh em nhỉ. Shanks thì đúng là một vị tướng tấn công rồi, sức sát thương gây ra cực kỳ khủng khiếp, hệ kiếm sĩ luôn. Khi mà chúng ta sử dụng skill ấy thì còn được thêm một cái khiên nữa, căng thẳng phết. Và khi mà thức tỉnh lên thì chú Shanks còn có khả năng oánh theo sát thương chuẩn để hồi phục. Tiếp theo là một em tướng ở bên hệ kiếm sĩ này anh em ạ. Ua, mình thấy hệ kiếm sĩ bên này toàn tướng khủng nhà. Nhìn phát là mình biết em Rayleigh này phải lên bảo kích rồi, bởi vì nếu như mà gây bảo kích thì sẽ bỏ qua 18% phòng ngự của kẻ địch luôn. Hơn nữa là em Rayleigh này còn có hiệu quả vô địch anh em nhá. Còn nếu như anh em mà muốn biết thêm thông tin về nhiều vị tướng hơn thì hoàn toàn có thể vào trong phần đồ giám nhá. Trong này chúng ta có thể xem thông tin được rất là nhiều những vị tướng luôn. Đó, đủ các thể loại này. Ủa, có cả UR này. Càng đấy. Rồi, nói chung là hôm nay mình nhá hàng một vài vị tướng như thế thôi. Còn hôm nay khi mà game ra mắt thì anh em có thể là tự vào trong phần đồ giám này để ngâm cứu skill tướng nhá. Bởi vì game này thì mình thấy có cái tính chiến thuật khá là cao, nên là chúng ta cần phải hiểu được chất tướng thì sắp xếp đội hình nó mới ok la được. Rồi, ồ, có kích duyên các thứ này anh em này. Được của nó này. Thông thường thì mình khá là quan tâm đến vị tướng nạp đầu, thế cho nên để mình xem nào. Nạp đầu cho này chúng ta. Ồ, Mihawk lại thêm một vị tướng nữa bên hệ kiếm sĩ anh em ạ. Có vẻ như là trong tựa game kho báu đại chiến này thì hệ kiếm sĩ đang được buff sức mạnh khá gắt anh em nhé. À, đây chúng ta có thêm một số những cái nhiệm vụ nữa dùng để nhận nguyên liệu cũng như là trang bị nâng cấp cho Mihawk nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi khiêu chiến vượt ải một tí để cho anh em xem bộ skill của Mihawk như thế nào nhá. Rồi, khi mà đi vượt ải thì chúng ta cũng nhận được thêm rất là nhiều phần thưởng, có cả tướng này, có cả cốc rượu này, dùng để chiêu mộ tướng này anh em. Đây anh em có thể thấy thì hiện tại mình ra trận được 3 slot, còn khi mà vượt ải 2.5 thì mình sẽ có thể để thêm một slot thứ tư nha. Và anh em nhìn thấy này, mình vứt 3 vị tướng chính của mình vào nhưng còn có thể nhét thêm những cái vị tướng hỗ trợ vào trong cái slot này nữa. Ok là lớn. Tiến thử xem như thế nào nhé. Ồ, ở đây mình thấy là nó có lồng một số những cái đoạn phân cảnh ở trong phim ở đây nhỉ. Rồi, bắt đầu khiêu chiến anh em ơi. Kuma của mình thì đứng hàng trước, có một nộ lên. Hải quân mấy thằng Liu Tiêu Diêu chẳng nhẽ lại không đánh được. Ok, Kuma nào, vận công lên, dã một trưởng. Kẻ địch đã phải nằm xuống rồi nhưng mà vẫn còn kha khá máu. Có bây giờ thì Mihawk đây, chém đi. Ui, ảo thật đấy. Kém mạnh vậy. Ghê nhỉ, không ngờ là tướng nạp đầu được cái chứ. Theo như mình thấy thì em Mihawk này có khả năng đi vượt ải khá là nhanh, bởi vì skill của em nó sát thương to mà lại còn đánh nhiều mục tiêu ấy, thì giai đoạn đầu chúng ta cần vượt ải là chủ yếu. Thì có em Mihawk này đi vượt ải là cũng ổn áp đấy anh em ạ. Được rồi, nhiệm vụ mỗi ngày để mình nhận thưởng luôn anh em nhá. Được, cũng có kim cương ấy chứ nhờ, thêm cả cuốn XP dùng để nâng cấp tướng này. Và để nâng cấp được chiến vượt ải xin sao con bò hơn thì mình thấy còn một số tính năng khác, ví dụ như là biến tàu. Đây con tàu 2S Red Force luôn này anh em này. Ngoài ra này một số tàu bậc S khác này, tàu bậc A Thousand Sunny này, đấy, Miss Love Duck này, thú cưng nữa này, châu châu. Ồ, này đáng yêu này anh em này. Uầy, con này bậc 2S luôn ạ. À, ảo thật đấy, người khổng lồ đúng không? Tương tự như ở bên phần bến tàu ấy thì mỗi một em thú cưng ở đây chúng ta cũng sẽ có những cái kỹ năng riêng. Đấy, nó sẽ phù hợp với từng đội hình, thì anh em vào đây cân nhắc lựa chọn làm sao cho nó phù hợp với vị tướng mình đang chơi nha. Thú cưng ở đây thì mình thấy nó cũng giống như kiểu là bên chiến hạm, cũng chia ra từng phẩm B, A, S với cả SS anh em nhé. Chưa thấy có con pet nào UR cả, chắc là sau này game sẽ cập nhật thêm. Con này trông hài đấy. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào đấu trường chiến thử một vài trận để cho anh em xem nhá. Và anh em thể nhìn thấy trong đội hình của mình còn có cả dâu trắng, được của nó không? Nhưng mà anh em lưu ý là chúng ta cần phải đi vượt ải giai đoạn đầu game sớm nha, bởi vì anh em nhớ cột mốc là 2.5, chúng ta sẽ mở khóa thêm một slot thứ tư, sử dụng quả skill đầu tiên, cú sốc tay gấu. Rồi, cái đinh đã bị hất tung lên rồi. Và bây giờ thì Mihawk nhân cơ hội đó chém liên tọi luôn. Ôi giời ơi. Khi mà chúng ta giành chiến thắng ở trong đấu trường thì sẽ lấy luôn vị trí của kẻ địch, cũng như là sẽ được thêm kim cương anh em nhá. Thêm một tính năng đấu PVP nữa cực kỳ là bùng nổ là đấu rank liên server anh em nhá. Ở trong này thì chúng ta cứ ghép ngẫu nhiên thôi. Ví dụ như mình đang ở bậc đồng 1 thì cũng sẽ xếp với những bạn nào cũng chỉ đồng 1 thôi. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Gió tầng nào chơi mây tầng đấy anh em nhá. Nhưng mà đội hình của team bạn thì có cái gì kia? Trời ơi. Luffy, Zoro. Oh my god. Lớp ló đằng sau mình thấy có cả em Kaido và cả chú Shanks nữa. Bên mình thì chỉ có Mihawk cũng như là em Rayleigh mà thôi. Trời ơi đất ơi, không biết rằng là hệ kiếm sĩ Rayleigh với cả Mihawk của mình có làm ăn được trò chống gì trước đội hình của team bạn hay không đây. Khi mà Luffy team bạn bắt đầu trả đòn rồi. Đấm. Ồ, nhưng mà không thấy gây nhiều sát thương cho lắm. Và bây giờ thì em Kaido team bạn nổ lên.
rồng rước các kiểu luôn. Ôi, cái đồ mạnh thế, có suy yếu các thứ luôn ạ. Và Shanh thì, có Crit anh em nhá. Tuy nhiên là team mình vẫn còn lại là 3 thành viên. Ê à, Mihawk chém cũng đau đấy anh em ơi, được này. Nhưng mà, rồi, chú Shanh bên kia thì sau khi sử dụng skill còn có thêm một cái quả kiên cực kỳ là khó chịu nha. Kuma, tiếp tục là cú sốc tay gấu đi. Vâng, Luffy lại đấm lên rồi. Ê à, đúng thần công. Và Rayleigh, cái liễu được Luffy. Vẫn chưa anh em ạ, nhưng mà Kaido team bạn mới gọi là nỗi đau này. Ổn chưa? Em Kaido team bạn cực kỳ lực khỏe lắm nha. Và bây giờ là Shanh tiếp tục là thôi xong rồi, chỉ còn lại Mihawk ra chiêu. Nhưng mà chỉ còn lại 30% máu anh em ạ. Trong khi đó Kaido team bạn thì còn phun cái máu luôn. Làm sao đây, em nó lại nộ lên rồi. Hóa rồng lên thế này thì chắc là mình không thể nào mà chống cự rồi anh em ạ. Càng quá, Kaido bên kia mạnh quá anh em ơi, thất bại rồi. Nhưng mà không sao, chủ yếu là trải nghiệm về cái hoạt động đấu rank liên server cực kỳ là bùng nổ cho anh em thôi. À đúng rồi, anh em biết gì không? Ở trong này mình thấy có một cái tính năng tiền thưởng hải tặc ấy, nó giống y hệt như trong anime luôn. Tức là ở đây thì chúng ta cứ làm những cái nhiệm vụ thôi, và làm được càng nhiều nhiệm vụ thì cái tiền thưởng truy nã của chúng ta càng tăng lên. Và tiền thưởng truy nã của chúng ta càng cao thì cái phần thưởng đặc quyền của chúng ta nhận lại càng nhiều mỗi ngày anh em nhá. Ở đây có rất nhiều bậc truy nã nên là anh em cố gắng hoàn thành mấy cái nhiệm vụ ấy nhá. Hoàn thành càng sớm càng tốt để có thể là nhận được cái đặc quyền nó xịn xò con bò sớm. Ok, để mình check qua một số những cái hoạt động PvE này. Ở đây có khai phá di tích. Cái này thì chúng ta giống như kiểu là đánh boss thế giới ấy. Thì chúng ta gây ra được càng nhiều sát thương thì phần thưởng của chúng ta nhận lại càng nhiều, đơn giản như vậy thôi. Nên cứ để cuối ngày khi mà nâng cấp đội hình của mình mạnh lên rồi thì vào đây khai chiến anh em nhá, mỗi ngày chỉ có một lượt thôi. Tiếp theo một hoạt động nữa mình thấy khá là thú vị là Long Len anh em nhá. Thú vị từ cái tên luôn anh em ạ. Ở trong này thì có rất là nhiều những cái mini game đấy, ví dụ như là câu cá này, coi lam, ảo thật đấy. Rồi, có thể nhận được kim cương, một số những cái vật phẩm khác. Và phẩm chất của cá càng cao thì phần quà chúng ta nhận lại càng xịn nhá. Nên là anh em có thể làm mới phẩm chất này. Đấy, nó cần một khoảng thời gian nhất định đấy. Bên cạnh câu cá thì chúng ta còn có một số tính năng khác, ví dụ như là quản tu tì hay là đặt cược anh em nhé. Đây để mình chạy lại mình quản tu tì phát xem nào. Giấy búa bao. Và cũng ở trong cái phần tính năng Long Len này thì chúng ta có thể ra một số những cái khu vực, ví dụ như là nội hải hoặc là ngoại hải nhá. Trong cái khu vực ngoại hải này chúng ta có thể lên thuyền ra khơi. Đấy, có một số những cái hòn đảo này chúng ta có thể kiếm thêm vật phẩm anh em nhé. Ở đây chúng ta có thể va với các tàu khác đấy, nếu như mà trong trường hợp là các tàu đấy cũng đang tranh đoạt chiếm tài nguyên của với mình nha. Đấy thì chúng ta hoàn toàn thể sử dụng cái kho tướng của mình để chiến đấu lại thôi. Bên nào nhiều tướng hơn, đông quân hơn thì bên đấy thắng. Tài nguyên ở mỗi đảo thì nó sẽ có thời gian chờ đấy anh em ạ. Ví dụ như thu thập hết rồi thì nó sẽ cần thêm vài tiếng để nó hồi phục lại. Lúc đấy chúng ta mới có thể là thu thập được tiếp nha. Thấy một số tàu hải quân trông khá là chiến ở đây anh em ạ. Bây giờ va vào là ối dồi ôi này. Tiếp tục là va nha anh em. Tàu hải quân top. Ở bên cái vùng hòa bình này thì một mình ta là một vùng trời rồi. Tha hồ mà thu thập tài nguyên thôi, không có chiến hạm nào của kẻ thù để va nhau cả anh em ạ. Chúng ta hoàn toàn có thể vào quán rượu để có thể là chiêu mộ anh em nhé. Đây, có chiêu mộ thường này, có chiêu mộ cao thủ và chiêu mộ giới hạn anh em nhé. Ở đây anh em có thể nhìn thấy cái tỷ lệ xuất hiện tướng này. Bây giờ mình sẽ test thử một phát để xem ra được cái gì đây. Chiêu mộ thường thì ra những vị tướng cùi thôi. Chiêu mộ cao thủ chắc chắn là tỷ lệ nó sẽ ngon lành cái nào hơn nha. Thế nào, vị tướng gì đây? Ui, tứ hoàng Bắc Ghi à? Ảo thật đấy. Vị tướng 2S luôn anh em nhé. Wow, được của nó luôn này. Ok, nếu như anh em mà đam mê One Piece thì nhớ tải game Kho Báu Đại Chiến về chơi cùng với mình nha.